Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 2 tập 1. Mời các em mở sách và bài tập của môn Toán lớp 2 tập 1, trang 4, bài 2, ôn tập các số đến 100 tiếp theo. Đầu tiên, mời các em làm bài tập số 1, viết theo mẫu. Ở đây, các em có một bảng như sau. Bảng này gồm các cột Trục đơn vị, viết số và đọc số. Thì đầu tiên, các em có mẫu như sau. Ở hàng chục, các em có 7 chục. Hàng đơn vị các em có 8 đơn vị. 7 chục, 8 đơn vị. Các em viết được số 78 và các em đọc số này là 78. 78 Bằng 70 cộng với 8 Tức là bằng 70 cộng với 8 đơn vị Theo mẫu ở đây Các em có 90 5 đơn vị 90 5 đơn vị Các em viết được số 95 Số gồm 90 5 đơn vị là số 95 Các em đọc là 95 95 bằng 90 cộng với 5. 90 cộng với 5 đơn vị. Tiếp theo là các em có 60 một đơn vị. Số gồm 60 một đơn vị đó là số 61. Các em đọc là 61. 61 bằng 60 cộng với 1. 61 bằng 60 cộng với 1 đơn vị. Tiếp theo, số gồm hai chục bốn đơn vị. Đó chính là số 24 hay là 24. Các em đọc là 24. 24 bằng 20 cộng với 4. 24 bằng 20 cộng với 4 đơn vị. Như vậy các em vừa làm xong bài tập số 1. Bây giờ mời các em sang bài tập số 2 điền dấu lớn hơn bé hơn hoặc bằng. Đầu tiên kem so sánh 52 và 56. Khi so sánh hai số tự nhiên thì số tự nhiên nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Còn nếu hai số tự nhiên mà có số chữ số bằng nhau thì kem so sánh lần lượt từng chữ số 1 trong cùng một hàng của hai số đó theo thứ tự từ hàng cao xuống hàng thấp tức là từ trái sang phải ở đây 52 và 56 hai số này đều có hai chữ số tức là số chữ số của hai số này bằng nhau như vậy em sẽ so sánh hai số này bằng cách so sánh từng chữ số 1 trong cùng một hàng của hai số theo thứ tự từ hàng cao xuống hàng thấp tức là từ hàng chục xuống hàng đơn vị Số 52 có chữ số hàng chục là 5. Số 56 có chữ số hàng chục cũng là 5. 5 bằng 5. Như vậy các em tiếp tục so sánh chữ số thuộc hàng đơn vị của hai số. Số 52 có chữ số ở hàng đơn vị là 2. Số 56 có chữ số ở hàng đơn vị là 6. 2 bé hơn 6. Như vậy 52 bé hơn 56. Các em điền vào chỗ chấm là dấu bé hơn. Tương tự như vậy, các em so sánh 81 và 80. 81 có hai chữ số, 80 cũng có hai chữ số. Như vậy, để so sánh hai số này, các em so sánh lần lượt từng chữ số 1 trong cùng một hàng của hai số theo thứ tự từ hàng cao xuống hàng thấp, tức là từ hàng chục xuống hàng đơn vị. 81 chữ số hàng chục là 8. 80, chữ số hàng chục cũng là 8. 8 bằng 8, như vậy các em tiếp tục so sánh chữ số thuộc hàng đơn vị của hai số. 81 có chữ số hàng đơn vị là 1. 80 có chữ số ở hàng đơn vị là 0. 1 lớn hơn 0, như vậy 81 lớn hơn 80. Tiếp theo các em so sánh 69 và 96. 69 có hai chữ số, 96 có hai chữ số. Như vậy, các em cần phải so sánh từng chữ số 1 trong cùng một hàng của hai số này theo thứ tự từ hàng cao xuống hàng thấp. 69 có chữ số hàng chục là 6. 96 có chữ số hàng chục là 9. 6 bé hơn 9, như vậy 69 bé hơn 96. Tiếp theo các em so sánh 88 với kết quả của phép tính 80 cộng 8. 80 cộng 8, 80 cộng 8 đơn vị bằng 80, 8 đơn vị tức là số 88. 80 cộng 8 bằng 88. 88 so với 88 thì như vậy em điền dấu bằng. Tiếp theo là các em so sánh kết quả của phép tính 70 cộng với 4 với số 74. 70 cộng với 4. Các em được kết quả bằng 74. 74 mà so sánh với 74 thì các em để dấu bằng. Tiếp theo là các em so sánh 30 cộng với 5 so sánh với 53. 30 cộng 5 bằng 35. 30 năm đơn vị. 35 mà so sánh với 53 35 có chữ số hàng chục là 3. 53 có chữ số hàng chục là 5. 3 bé hơn 5, như vậy 35 bé hơn 53. Tiếp theo, mời các em sang bài tập số 3, viết các số 42, 59, 38, 70. A nhỏ theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là các em viết theo thứ tự tăng dần. Bé nhất viết trước. Ở đây để viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn thì các em phải so sánh được các số đó với nhau. Các em nhận thấy 42, 59, 38 và 70 đều là các số có hai chữ số. Như vậy để so sánh được các số này với nhau, các em so sánh lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của các số theo thứ tự từ hàng cao xuống hàng thấp tức là từ hàng chục xuống hàng đơn vị. Đầu tiên, game so sánh các chữ số hàng chục của bốn số này trước. Các chữ số hàng chục của bốn số này lần lượt là 4, 5, 3, 7, trong đó là 3 là bé nhất. Như vậy, số 38 là số bé nhất. Lớn hơn 38 là số có chữ số hàng chục là 4. 42. 42 lớn hơn 38 bởi vì chữ số hàng chục của hai số là 4 lớn hơn 3. Tiếp theo là 59. Lớn hơn 59 là 70, 70 là số lớn nhất. Các em để ý này, các chữ số hàng chục của bốn số này lần lượt là 3 bé hơn 4, 4 bé hơn 5, 5 bé hơn 7. Như vậy là 38 bé hơn 42, 42 bé hơn 59 và 59 bé hơn 70. B nhỏ các em viết các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé. Từ lớn đến bé thì các em chỉ việc cần viết ngược lại. Lớn nhất là 70, giảm dần là 59, 42 và bé nhất là 38. Tiếp theo, mời các em sang bài tập số 4, nối số thích hợp với ô trống. A nhỏ. Ô trống bé hơn 20. Như vậy ô trống có thể là số nào trong các số sau? 30, 20 và 10. 20 các em có thể hiểu là hai chục Ở đây các em có các đáp án là ba chục, hai chục và 10 Tức là một chục Thì chỉ có một chục bé hơn hai chục Như vậy các em sẽ nối 10 với ô trống B nhỏ Ô trống lớn hơn 70 Ô trống có thể là những số nào Trong các số sau 60, 70, 80 và 90 lớn hơn 70 ở đây sẽ là 80 và 90. Như vậy các em sẽ nối 80 với ô trống và 90 với ô trống. Bây giờ mời các em sang bài tập số 5 đố vui. Tìm số. Em viết số 69 vào bảng con. Khi xoay bảng ngược lại em sẽ được số nào? Em quan sát 69. Bây giờ các em xoay ngược lại thì em vẫn được số 69 như vậy khi xoay bảng ngược lại em được số 69 bài tập số 5 đã kết thúc video hôm nay cảm ơn em đã dành thời gian để theo dõi video nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp